tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi những thông tin mới nhất nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị ngay sau đây là phần nội dung chi tiết mới đây trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu C03 bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án nhận hối lộ xảy ra tại quảng ngãi Đồng thời, C03 cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, về tội nhận hối lộ quy định tại khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Minh đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Đặng Văn Minh và nhà riêng của ông Cao Khoa. Theo Bộ Công an, Đặng Văn Minh và Cao Khoa bị bắt trong quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can bắt tạm giam 4 người khác gồm ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và ông Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, cả bốn người trên cùng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đặng Văn Minh, sinh năm 1966 tại thị xã Đức Phổ Quảng Ngãi, Trước khi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh từng kinh qua các chức vụ tại địa phương này như Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, ông Minh có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiền nhiệm ông Minh là ông Trần Ngọc Căng trước đó đã xin nghỉ hưu sớm sau khi bị kỷ luật cảnh cáo vì có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến công tác lãnh đạo chỉ đạo về quản lý sử dụng đất đai tài chính ngân sách, dự án đầu tư, công tác cán bộ. Trước đó, ngày 26 tháng 2, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu C03 đã ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 là doanh nghiệp vừa phải, hoạt động trong phạm vi cấp huyện. Từ năm 2015, doanh nghiệp này vươn mình mạnh mẽ khi nhận được nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện doanh nghiệp này có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng. C03 bước đầu xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc cho thấy, tập đoàn Phúc Sơn đã bỏ ngoài sổ sách không kê khai tài chính trốn thuế gây thiệt hại cho nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Hiện tập đoàn này còn nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện bàn giao, nhưng đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an thông tin về việc mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng do nguyễn văn hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự Căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, ngày 7 tháng 3 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung vụ án về các tội, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng, cùng ngày, cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Duy Thành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về cùng tội danh trên. Đồng thời cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Duy Thành để điều tra về tội nhận hối lộ. Đây là diễn biến mới nhất quá trình cơ quan công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Trước đó ngày 26 tháng 2, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn bị bắt với cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gây thiệt hại cho tài sản nhà nước. Năm người khác bị khởi tố bắt tạm giam trong cùng vụ án gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group và Nguyễn Hồng Sơn lao động tự do. Kết quả điều tra ban đầu xác định chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và các bị can đã có các hành vi giả mạo khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước. Trung tướng Sô cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan điều tra cũng làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Vụ án giết người rúng động những ngày qua ở Lai Châu xảy ra tại bản phiêng áng xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên vào tối ngày 5 tháng 3. Nạn nhân được xác định là chị Lò Thị Lả, sinh năm 2003, trú tại bản phiêng áng, Đối tượng gây án là Lò Văn Sương, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ. Nói về hoàn cảnh của cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man, phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Hoàn cảnh của gia đình nạn nhân rất nghèo, trong nhà không có một thiết bị giá trị nào, không có cả thiết bị điện. Đối tượng và nạn nhân sống kế bên phòng của bố mẹ nạn nhân. Khi nạn nhân chết, gia đình có ý định chỉ mượn ít cốt pha của hàng xóm để trôn cất thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nạn nhân, Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã vận dụng các chính sách của nhà nước, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình nạn nhân được gần 20 triệu đồng để lo tang lễ cho nạn nhân. Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, gia đình nạn nhân thuộc diện di dân, nạn nhân là con của một gia đình có người bố đã xây dựng gia đình lần thứ ba. Nạn nhân cũng đã ly hôn, cô gái 21 tuổi bị sát hại dã man này có hai con nhỏ. Người con đầu của nạn nhân sinh năm 2018 là con gái, người con thứ hai của nạn nhân là cháu trai sinh năm 2022. Những hình ảnh rất thương hai cháu khóc thảm thiết bên thi thể mẹ, ông ngoại có biểu hiện về mặt thần kinh. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng cảnh sát hình sự đã có những thông điệp gửi tới các mạnh thường quân. Đã có rất nhiều tổ chức muốn giúp đỡ hai cháu này. Ủy ban Nhân dân huyện Tân Uyên đã và đang triển khai các bước tính toán vận dụng các quy định đưa các cháu vào trung tâm bảo trợ. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động nhằm mang tính gian đe. Theo điều tra ban đầu, vụ án sát hại người yêu liên quan đến tiền bạc chỉ để giải quyết những cơn giận trong mâu thuẫn. Được biết, cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, đối tượng Lò Văn Sương, và chị Lò Thị Lả nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cả hai về nhà chị Lả tại Tân Uyên chung sống. Hai người đã chung mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha, chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ Tết, do chơi bời thiếu tiền nên Sươm cầm cố chiếc xe máy trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó giữa chị Lả và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở trong bàn phiêng áng về, bị chị là chửi mắng, gấp quần áo đuổi ra khỏi nhà của mình. Khi hai bên xảy ra cãi vã, mâu thuẫn, Sươm tức giận chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ chém hai nhát, khiến nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Vụ việc khiến dư luận phẫn nộ và xót thương cho cái chết của cô gái còn quá trẻ, trong khi trước đó đối tượng còn đăng ảnh lên mạng xã hội. Điều đáng nói, đối tượng gây án chỉ 23 tuổi. Dù thời gian yêu nhau có mặn nồng thắm thiết, nhưng đến khi tức giận, nam thanh niên ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bi thảm. Chỉ còn đó nỗi đau cho cả hai bên gia đình, cho bạn bè và những người ở lại. Điều này cho thấy với một nhân cách bị lệch lạc, khi gặp phải các tình huống không như ý, dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương kích động, biến thành cơn giận dữ rồi gây hại cho người xung quanh. Những lệch lạc tiêu cực trong nhân cách đối tượng không tự nhiên mà có, mà đó là kết quả của quá trình giáo dục từ môi trường gia đình, nhà trường và xã hội. Theo Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, hoàn cảnh gia đình của đối tượng Lò Văn Sương vô cùng éo le tăm tối. Bố mẹ bỏ nhau lúc Sương 4 tuổi, bố đi tù, mẹ đi lấy chồng, Sương ở với bà nội và chú ruột đều nghiện hút. Do không được học hành, giáo dục nên Sương không biết chữ, không nhận thức được bản chất đúng sai và sự nguy hiểm hành động của mình sương nay đây mai đó không có việc làm ổn định tài sản chung với nạn nhân là chiếc xe máy sương cũng cầm cố để lấy tiền chi tiêu và thậm chí để mua ma túy sử dụng trước khi ra tay tàn độc với người tình sương đã uống rượu và bị kích động mạnh do bị chửi bới đuổi ra khỏi nhà kết quả xét nghiệm của cơ quan y tế sương dương tính với ma túy từ vụ việc đau lòng trên cho thấy gia đình có vai trò quan trọng trong giáo dục nhân cách sống của mỗi người để phòng ngừa ngăn chặn hiện tượng trẻ hóa tội phạm giải pháp căn cơ nhất là giáo dục. Nếu thiếu vắng đi sự dạy dỗ của cha mẹ từ nhỏ, sẽ khiến những đứa trẻ này có suy nghĩ lệch lạc và dễ vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Lai Châu cho biết hiện đối tượng Lò Văn Sươm sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Non Hẻo, huyện Xin Hồ, đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi sát hại cô gái trẻ. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sươm khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị L, sinh năm 2003 tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn, do chơi bời thiếu tiền nên Sương đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sìn Hồ. Từ đó, giữa chị L và Sương thường xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Xương đi uống rượu ở trong bản phiên án về đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Xương đã lấy một con dao chém chị L, làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết với kết quả khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của nghi phạm và các chứng cứ khác, mà cơ quan điều tra thu thập được có đủ căn cứ để xử lý đối tượng này về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết là hành vi có tính chất côn đồ. Lời khai của đối tượng phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân và phù hợp với hung khí gây án thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù trung thân hoặc tử hình. Luật sư Cường cho biết thêm, kết quả xác minh sự việc cho thấy chỉ vì lý do mâu thuẫn nhỏ nhặt mà đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn. Hành vi này có tính chất côn đồ, đã tước đoạt trái pháp luật tính mạng của nạn nhân, nên hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội giết người. Diễn biến sự việc cho thấy, ý thức coi thường pháp luật của đối tượng này, lối sống hưởng thụ, buông thả và ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền lợi của người khác là những nguyên nhân khiến đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng này, làm rõ diễn biến hành vi và nhận thức, ý thức chủ quan của đối tượng này đối với hành vi vi phạm pháp luật của mình. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cầm cố chiếc xe mô tô được thực hiện như thế nào, đối tượng này nợ nần có phải do thực hiện hành vi đánh bạc trái phép hay không để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Bây đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự với Nguyễn Văn Bình, 54 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, để điều tra về vụ em trai dùng rượu chém cả nhà anh ruột. Theo thông tin ban đầu, ông Bình và Nguyễn Văn Hiến, 64 tuổi, là anh em ruột, ở sát nhà nhau tại thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, giữa hai gia đình xảy ra mâu thuẫn về đất đai từ trước tới nay. Trưa ngày 4 tháng 3, ông Bình và cháu gái là Nguyễn Vũ Thùy Vi, 19 tuổi, con ruột ông Hiến tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, bà Vũ Thị Thu Phương, 54 tuổi mẹ Vi, lấy một cây gậy gỗ đánh lại ông Bình. Bị hai mẹ con chị dâu đánh, ông Bình chạy vào nhà lấy một con dao rựa chém liên tục khiến hai mẹ con chị dâu gục xuống đất. Vẫn chưa hết bực tức, ông Bình chạy xe máy lên rẫy của ông Hiến ở huyện Đắc Trờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, cách nhà khoảng 5 km tìm gặp. Khi vừa thấy ông Hiến, Bình cầm rựa lao đến chém kiến một bàn tay của anh ruột đứt lìa. Phát hiện sự việc, con trai ông Hiến chạy từ trong rẫy ra can ngăn thì Bình vứt dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng, bà Phương đã tử vong vào sáng ngày 7 tháng 3 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiến và con gái hiện đã qua cơn nguy kịch, đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Sau khi gây án, ông Bình đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi giết người. Liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu Chu Confident bị tấn công trên biển, mới đây người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê út kiêm nhiệm Yemen và Đại sứ quán Việt Nam tại Ai cập kiêm nhiệm. Djibouti liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân Việt Nam trên tàu. Theo thông tin sơ bộ, trên tàu có 4 thuyền viên Việt Nam, một thuyền viên đã tử vong và 3 thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường. Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân, xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam. Đồng thời, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước làm việc với công ty phái cử các thuyền viên để triển khai các biện pháp bảo hộ cần thiết. Người phát ngôn cho biết, Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế. Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế tàu hàng True Confidence theo cờ Barbados bị hâu thi tập kích tên lửa ngày 6 tháng 3 ở khu vực biển đỏ ngoài khơi cảng Aden, Yemen. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping và đang do công ty Hy Lạp Teth Journey Maritime vận hành. Công ty sở hữu tàu hàng True Confidence cho biết ngoài một thủy thủ Việt Nam còn có hai thủy thủ Philippines đã thiệt mạng trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng hp marine có văn bản gửi vụ trung đông châu phi bộ ngoại giao cục lãnh sự bộ ngoại giao cục hàng hải việt nam cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh xã hội đề nghị có biện pháp hỗ trợ trong việc bảo vệ thuyền viên và đưa thuyền viên về nước văn bản của hp marine cho biết công ty có ký hợp đồng đưa người việt nam đi làm việc ở nước ngoài với các thuyền viên cho tàu true confidence gồm Đặng Duy Ca, sinh năm 1983, quê Hải An, Hải Phòng, chức danh Đại Phó. Phạm Văn Tê, sinh năm 1985, quê Hải An, Hải Phòng, chức danh Máy Trưởng. Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1988, quê Kinh Môn, Hải Dương, chức danh Máy 2. Phùng Văn A, sinh năm 1991, quê Vũ Thư, Thái Bình, chức danh Máy 3. Ngày 6 tháng 3, HP Marine nhận được thông báo của đối tác về việc tàu Chu Confident đang trên hành trình từ Singapore đến Jeddah. Ả Rập Xê Út đã bị trúng một tên lửa. Trên tàu có 20 thuyền viên và 3 cảnh vệ hộ tống tàu, trong đó có 4 thuyền viên Việt Nam. Tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạn trái xuồng cứu sinh dẫn đến cháy lớn. Có 3 thuyền viên thiệt mạng, trong đó có một thuyền viên Việt Nam là Đại phó Đặng Duy Ca, văn bản của HP Marine cho biết. Sau khi nhận được thông tin, công ty đã thông báo cho gia đình thuyền viên có tên nêu trên đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa họ về nước. Vẫn theo HP Marine. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt được Phạm Ngọc Tiên sinh năm 1994, ngụ xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, từng bị truy nã đặc biệt can tội giết người và làm nhục người khác khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi, năm 2021, đối tượng Phạm Văn Tiên mở cơ sở karaoke Hoàng Gia ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa. Phạm Văn Tiên đưa nhiều nữ nhân viên từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc sử dụng số nữ nhân viên cũ, Phạm Văn Tiên cùng đồng bọn trong đó có đối tượng Phạm Công Đạt dụ dỗ lừa một số em gái khác ở vùng cao Quảng Ngãi về quán ép làm tiếp viên. Quá trình kinh doanh, Tiên giao cho Phạm Công Đạt trực tiếp trông coi, quản lý nhân viên nữ phục vụ tại phòng và theo dõi chở nhân viên đi phục vụ khách ở khách sạn. Tất cả tiền của khách trả phục vụ nhân viên đều bị Tiên tịch thu lại. Khi nhân viên không nghe lời bán dâm cho khách thì Tiên và Đạt đánh đập đe dọa. Từ cầu cứu của gia đình nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra quán karaoke Hoàng gia. Tại đây, cơ quan công an phát hiện 8 nhân viên nữ nhốt trong phòng. Khi thấy công an đến, các nhân viên nhốt trong phòng vui mừng khi được giải thoát. Rất nhiều nhân viên nữ bị thương tích đầy mình. Có một số nữ nhân viên trên da thịt còn vết thương mới đánh vài ngày. Một nạn nhân tên là Ngô Thị Tê, sinh năm 2004, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, thời điểm đó trong tình trạng khắp người bầm dập, thầm tím bởi các vết thương sau những lần tra tấn kinh hoàng bằng trích điện, dao gậy. Kể em bị tra tấn đánh đập nhiều lần từ khi ở tỉnh Bình Dương đến lúc về Quảng Ngãi. Tiên cùng Đạt đánh tê khi dùng tay nhiều lần dùng gậy. Có một lần em bị Tiên bảo Đạt đổ nước ra sàn nhà, bắt em đứng vào vũng nước rồi lấy bình ác quy dùng để xiệc cá chích vào người, làm em bị điện giật gây thương tích. Không dừng lại ở đó, Tiên tiếp tục bắt em lột quần áo trên người rồi ngồi xuống vũng nước để Tiên dùng điện chích. Mặc cho em khóc lóc van xin, nhưng Tiên không dừng lại mà bắt em lên tầng 2 quán karaoke, ngồi vào khung sắt. Sau đó, Tiên dùng điện bình ác quy dí vào khung sắt khiến em bị điện giật nãy văng ra cả mét. Lần tra tấn đó kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ, đến khi em kiệt sức, thương tích khắp người thì nhóm Tiên đạt mới dừng lại, nạn nhân tê kể. Trong số các nạn nhân có em Hồ Thị Nờ ở huyện Trà Bồng, em Đinh Thị Quy ở huyện Sơn Tây, Quy kể đã bị đưa vào phòng riêng và một số nữ nhân viên khác rồi đánh đập không thương tiếc. Theo cơ quan điều tra, mỗi khi tra tấn đánh đập, tiên bắt các nữ nhân viên khác tập trung lại chứng kiến cảnh tra tấn nhằm gian đe, phải khiếp sợ và nghe lời chúng. Việc tra tấn đánh đập dã man trong động quỷ đã làm cho nhiều thiếu nữ bị suy sụp cả về thể xác và tinh thần. Sau khi thực hiện hành vi tàn ác dã man gây phẫn nộ trong xã hội, tiên cùng đồng bọn bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng tiên về tội giết người và làm nhục người khác. Biết bị truy nã, Tiên đã lẩn trốn và ẩn núp tại nhiều nơi. Quá trình lẩn trốn, đối tượng luôn mang theo hung khí nguy hiểm bên mình và sẵn sàng chống trả khi bị truy bắt. Đồng bọn của Tiên, đối tượng Phạm Công Đạt, vào tháng 1 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an huyện Tư Nghĩa và gia đình vận động ra đầu thú. Vào đầu tháng 3 năm 2024 vừa qua, tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp công an xã Đông Thạnh và công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh áp sát bắt giữ đối tượng khi y đang lẩn trốn tại một nhà xưởng trên địa bàn xã Đông Thạnh. Tổ công tác đã thu giữ được một số hung khí nguy hiểm mà đối tượng luôn mang theo mình. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý đối tượng tiền về Quảng Ngãi tạm giữ hình sự phục vụ công tác điều tra.